Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với kênh channel TV của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho các bạn là cách chèn cái preset vào cái ứng dụng Lightroom vào trên cái điện thoại iPhone nha các bạn nhé. Thì video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái công thức preset chỉnh sửa ảnh rất là nhanh ở trên cái ứng dụng Lightroom, rất là dễ dùng nha các bạn nhé, chỉnh sửa rất là nhanh. Các bạn có thể thấy ở đây mình có rất là nhiều ảnh nha các bạn nhé. Cái này gọi là preset để chỉnh sửa ảnh như này các bạn. Các bạn có thể thấy ở đây nhìn rất là đẹp. Thì để được làm được như này thì video sau đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Điều đầu tiên chúng ta tải cái preset về nha các bạn nhé. Ở đây ví dụ như màu xanh lơ ở đây chúng mình cái đường link này mình để ở dưới ngay video, các bạn có thể tải về nha các bạn nhé. Chúng ta chọn này. Chúng ta chia sẻ đến cái ứng dụng Lightroom nha các bạn nhé. Rồi chúng ta khởi chạy cái Lightroom này. Tức là chúng ta bật cái Lightroom đấy lên nha các bạn nhé. Rồi nó có tên là DNG nha các bạn. Chúng ta chèn cái DNG này vào. Ở phía trên cùng phía bên tay phải có 3 chấm. Chúng ta kích vào. Ở đây chúng ta tạo một cái thiết đặt sẵn có tên chỉnh ảnh màu xanh nhé. Màu xanh lơ đi các bạn. Rồi bấm tích V. Đã được thêm vào nha các bạn. Chúng ta thoát ra ngoài. Ở đây mình thêm một cái ảnh, ảnh muốn chỉnh sửa các bạn. Ví dụ như cái ảnh này chẳng hạn nha các bạn nhé. Chúng ta chọn cái cài sẵn ở phía dưới nha các bạn. Đây vào thư viện chúng ta có thể thiết đặt của người dùng ở phía dưới cùng các bạn. Màu xanh lơ, chỉnh ảnh màu xanh lơ. Ok chứ các bạn. Nhìn nó khác hẳn và nhìn nó đẹp hơn đúng không các bạn. Sau đây chúng ta bấm tích V. Và tương tự như thế có một cái preset nữa cũng rất là đẹp nha các bạn nhé. Cái đường dẫn mình để ở dưới ngay video, các bạn có thể tải về. Ở đây chúng ta tải về nha các bạn nhé. Rồi tải về này. Sau khi tải về xong chúng ta mở lên nha các bạn. Và chúng ta cũng tương tự như thế chia sẻ vào cái Lightroom. Ok, chúng ta bật lên. Khởi chạy. Chỉnh sửa. Thoát ra ngoài nha các bạn nhé. Đây nó có tên là DNG đây rồi các bạn. Tương tự như thế chúng ta chọn 3 chấm. Chúng ta tạo một cái thiết đặt sẵn. Nhiều màu nha các bạn nhé. Màu đẹp cũng được. Màu đẹp 2. Rồi cái này chúng ta chỉ ghi cái tên lần sau làm cho nó dễ thôi các bạn. Sau đấy chúng ta thoát ra ngoài chỉnh sửa nha các bạn nhé. Rồi ví dụ như chúng ta thêm một cái ảnh ở trong cái thư viện mới chẳng hạn nha các bạn nhé. Đây chúng ta thêm vào. Sau đấy chúng ta bật cái ảnh này lên nha các bạn. Chúng ta vào cái cài đặt sẵn, vào thư viện, cũng vào cái cuối cùng các bạn, thiết đặt sẵn của người dùng, màu đẹp 2. Ok chưa các bạn? Đây màu sau đấy mình đã chỉnh nha các bạn nhé. Đây các bạn có thể thấy đây. Ở video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái preset đẹp đấy các bạn. Các bạn có thể kích vào và tải về nha các bạn nhé. Đây xuất dưới dạng các bạn nhé. Có thể chúng ta có thể lưu về. Đây ok xuất vào. Đang chia sẻ ảnh. Rồi ok rất là đơn giản các bạn nhé. Thì trong video lần trước mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều cái preset rất là đẹp nha các bạn nhé. Thì các bạn có thể vào cái kênh của mình ủng hộ mình nha các bạn nhé. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.